mới vô học rồi. Thôi chúng ta bắt đầu nhé. Mà chúng ta sẽ là làm tiếp một cái bài mô phỏng. Nào, chúng ta là tiếp mô phỏng nhé. Giống như hôm trước, nhưng mà hôm nay là chúng ta mô phỏng như này này. Mô phỏng em bé chạy. Chạy từ trái sang phải. Và em bé có thể trèo lên các cái tòa nhà. Đấy, vì chạy mô phỏng cái việc chạy lên các cái tòa nhà như thế nào nhé. Hôm nay là hơi hơi khó một chút, các bạn chú ý nhé. Vì chúng ta thiết lập cái trạng thái cho em bé đã. Chúng ta bây giờ chúng ta xóa con mèo đây này. Và bây giờ chúng ta vẽ cái hình mặt đất, cái hình đây, chúng ta vào backdrop và chúng ta vẽ một cái mảnh ở đây cho em bé chạy ở phía dưới nhé, giờ hôm trước thôi. Chúng ta convert to bitmap này và chúng ta đặt vẽ một đường đường thẳng ngang màu nâu như này này. Nâu như này nhé. Đấy. Đã chọn cho nó cái độ dày của nó còn là 15 đi. Đó. Và chúng ta kẻ một đường thẳng ngang ở phía dưới nhé. Không còn cao vậy ta còn về cho đây. Chúng ta kẻ một đường thẳng ngang như này. Rồi. Chúng ta tô cái màu ở phía dưới, tô cái màu xanh ở phía dưới. Đấy. Đó. Đây là để cho cái em bé chạy từ bên trái sang phải xong quay lại thì bên trái cứ thế chạy, chúng ta mô phỏng em bé chạy trước đấy nhá, giống như bài trước chúng ta mô phỏng em bé chạy giống như bình thường và chúng ta mô phỏng em bé là khi chúng ta bấm nút space em bé nhảy lên nhưng mà trong khi vừa nhảy vẫn chạy đó. Như vậy em bé liên tục là chạy từ trái sang phải xong quay lại bên trái là chạy sang phải, bấm nút space thì nhảy lên, nhảy thoải mái đó. Đó là bước 1 chúng ta làm như vậy thì giống như buổi trước. Xong bước 2 chúng ta mới lập trình khó hơn là nhảy lên nóc các tòa nhà và chạy tiếp, đó khó hơn nhiều. Thì chúng ta làm bước 1 đấy nhá, làm mô tả em bé chạy. Bây giờ chúng ta đưa vào màn hình em bé, em chúng ta dùng như vật này nhá. Đây cái như vật này này. Đấy. Bây giờ chúng ta xóa hai cái trang phục đầu đi. Đấy, em bé chạy này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau nhé. Chúng ta sẽ đặt cho nó với cái phần đầu, chúng ta đặt cái cho cái diện tích, cho cái kích thước thật nhỏ thôi, set size bằng 50 thôi, 50%. Đấy. Bây giờ bé đứng ở đây nhé. Chúng ta để ở đây. Đấy. Rồi. Ở đây là gì? Ở đây là vị trí này này. Ở đây là cái vị trí chúng ta đặt như sau này. Đây. Vị trí này này. Vậy là âm 199 và đây là âm 100 nhé. Thực hiện được đây là âm 200. Âm 200. Còn cái chỗ âm 100 là cái đường chúng ta vẽ ở đâu chúng ta làm đó, chúng ta vẽ cái đường ngang là ở đâu chúng ta làm ở đó nhé, tự động máy sẽ tạo ra đấy. Đó, chúng ta sẽ mô tả cái việc em bé này chạy từ trái sang phải, cặp cạnh phải thì quay lại chạy từ bên trái, cứ như vậy liên tục chạy vận tốc chậm thôi nhé. Bây giờ chúng ta làm như buổi trước nhé. Chúng ta làm như sau này. Chúng ta đặt hai cái, tạo ra hai cái biến nhớ nhà, chúng ta xóa đi này. Chúng ta đặt hai cái biến, một cái biến có tên là start để mô tả các trạng thái start này là cái biến này là như sau đó, cái biến start này là bằng 0 thì là nó chưa bắt đầu chương trình, bằng 1 thì bắt đầu chạy đó. Tiếp theo chúng ta đặt ra hai cái nữa là gravity nhé, để mô tả lực của trái đất này. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu mô tả bé chạy này.
Chúng ta mà các bạn chú ý nhé, chúng ta vào cái backdrop mà chúng ta mô tả đây. Ban đầu khi bắt đầu chơi thì chúng ta đặt cái tham số là start nó bằng 0, không trình chưa chạy nhé. Và khi mà bắt đầu người dùng bấm nút space đó, thì chúng ta chú ý như sau. Thì chúng ta sẽ đặt như sau này. Thì chúng ta đặt như sau, như chúng ta là đây, chúng ta nhớ là trước giờ chúng ta làm đấy. Nếu này, nếu mà start bằng 0 thì chúng ta đặt, mình mới bắt đầu chơi. Nếu mà start bằng 0 thế này, tức là khi bắt đầu lần đầu tiên mà bấm nút play đó. Đây là cái lệnh nhé. Lần đầu tiên nó bấm nút space thì là start bằng 0. Thì làm sao chúng ta đặt start bằng 1 để mô tả là bắt đầu chơi. Đấy. Và chúng ta sẽ gửi thông điệp start để chuyển sang cho em bé nhé. Chúng ta gọi thông điệp đây. Gọi thông điệp cũng là start thì là bắt đầu cũng được. Start nhé. Đây là đoạn chương trình để điều khiển sân khấu nhé. Nhắc lại nhé là chúng ta đặt biến nhớ là start và biến nhớ là gravity. Và biến nhớ là gravity để mô tả. Thì chúng ta sẽ mô tả cái trạng thái trọng lực của em bé cú xuống đất nhé. Rồi. Và khi mà lần đầu tiên bấm nút space thì sao? Thì nếu mà start bằng 1 mà không thì đặt tới bằng 1. Nên đặt bằng 1. Đặt bằng 1 ở đây gì? Và gửi thông điệp start. Như vậy là cái thông điệp này này chỉ làm thiện đúng một lần thôi. Khi mà lần đầu tiên bấm space. Lần thứ hai thì phải. Lần thứ hai chỉ đi. Tức là khi mà start start tới bằng 1 rồi, đang chạy rồi thì lần thứ hai chỉ đi sẽ là cho em bé nhảy lên. Ta sẽ đến lập trình sau. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lập trình sang cho em bé là khi mà nhận được thông điệp start thì làm gì? Đây. Em bé sẽ bắt đầu chạy, được chưa? Đây chúng ta đặt lại đây nha, chúng ta cho cái biến nhớ ở đây, cái biến nhớ gravity là bằng không ở đây này. Đó. Và ở đây chúng ta cho thêm một lệnh nữa là cho em bé chạy về, quay về hướng bên phải. Đó, nha. Bây giờ chúng ta đọc lệnh em bé sẽ chạy liên tục từ trái sang phải, đọc cạnh phải thì quay về bên trái. Đây, chúng ta làm như sau. Ta cho cái vòng lặp là liên tục ở đây nhé. Đấy. Em bé sẽ chạy luôn chạy phía trước với vận tốc thấp thôi, như là 5 chẳng hạn, 5 nhé. Và sẽ chạy bằng lệnh là next costume, để costume để em bé sẽ chuyển động bằng chân nhé, để mô tả chạy này. Đấy. Sau đó là nếu gặp cạnh phải thì quay lại cạnh bên trái, chúng ta dùng lệnh này. Nếu mà tọa độ y, tọa độ x gì chứ, nếu mà tọa độ x gì mà lớn hơn 240, tức là khi mà em bé tới tầm bên phải thì đặt lại set x gì bằng trừ 240. Đây là mô tả em bé chạy sang gặp cạnh phải quay lại bên trái đó. Thay mô tả lại bấm space này. Đấy, nên là cái đoạn này đoạn là giống như bình thường, không có gì là đặc biệt cả. Được chưa? Đấy. Cái này dễ rồi. Chúng ta cùng làm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái động tác là gì? Là bấm nút space thì em bé sẽ nhảy lên và sẽ bị hút xuống bởi cái trọng lực của trái đất. Và chúng ta sử dụng cái màu sắc của cổ trước đây này làm cái cảm biến để điều khiển em bé là không bị nhảy xuống dưới. Chúng ta làm
chúng ta bắt đầu điều khiển nhé. Đây thì muốn điều khiển gravity ra làm như này, chúng ta nhớ lại cái bài điều khiển gravity là như này nhé. Chúng ta cần hai cái em là cần hai cái đoạn hành trình đấy. Thì bắt đầu start này, đoạn thứ nhất là như sau này. Đoạn trình thứ nhất chúng ta nhớ là chúng ta luôn cách điều khiển cái gravity là cái đường gravity này nó luôn là nó bị trừ đi một. Đây, chúng ta dùng lệnh này trên gravity by trừ một là một trong kia nhé. Đây là một này. Ý thứ hai, chỗ này quan trọng, ý thứ hai này nhé, là em bé luôn là bị kéo xuống bởi trọng lực của trái đất. Đây tôi làm như này, làm lệnh này. Ta cũng dùng vào cái forever này. Và luôn như sau này, em bé luôn bị kéo xuống bằng cái lệnh là chain E. Đấy. Chain E by gravity. Chúng ta nhớ lại cái nguyên tắc của cái mô tả trọng lực. Đấy. Chain E. Nếu mà gravity mà là dương ấy, mà là âm ấy, thì nó sẽ kéo xuống. Gravity mà là dương thì nó sẽ nhảy lên. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta mô tả quan trọng này. Em bé khi rơi xuống gặp cạnh ngang này, gặp cái đường ngang này thì em bé sẽ dừng lại và đi tiếp. Làm như sau. Đây chúng ta mô tả như sau nhé. Đây là luôn rơi xuống này. Rơi xuống này. Nếu cái gravity mà âm này, nếu mà gặp cạnh gặp gặp cái màu này. Cái màu sắc cái này cái màu quan trọng nhé. Chúng ta dùng màu sắc để điều khiển cái việc là em bé nhảy xuống đất và đi ngang này. Đấy, vì là nếu này, đấy, vì là nếu như sau nhé, nếu này, ta vào sensing, nếu mà thắt trên cái màu sắc đây, chọn màu này, vì chúng ta bấm vào đây chúng ta chọn màu đây, chúng ta dùng cái màu này này, đây là cái màu màu của nó nhé, màu này, đấy. Nếu mà gặp một màu này thì làm sao? Thì như sau, thì chúng ta làm hai việc. Việc thứ nhất là chúng ta đặt cái gravity bằng không, nó không nhảy xuống nữa, nó sẽ đi ngang, đấy, nó sẽ đi ngang. Nhưng mà để cho nó an tâm ở đây chúng ta làm thêm lệnh nữa cho yên tâm, chúng ta dùng một cái lệnh nhỏ thôi, cái mẹo thôi. Chúng ta trên y bài 2 thêm một tí, nó sẽ yên tâm. Nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ điều khiển như sau này. Nếu mà người dùng bấm space, em bé sẽ nhảy lên. Chúng ta vào cái chỗ này. Đây, chỗ này này. Nếu bấm space lần 1 thì là như này. Nếu mà lần thứ hai chỉ đi như sau. Chúng ta thay cái này bằng cái là if, thay cái này bằng cái này nhé. Chúng ta thay cái này vào đây. Như vậy là nếu mà lần đầu tiên bấm space, nếu mà start bằng 0 thì gửi thông điệp start và đặt start bằng 1. Còn nếu mà start bằng 1 rồi, lần thứ hai, nếu mà lần thứ hai mà bấm space thì chúng ta đặt cho em bé nhảy lên, chúng ta đặt là set gravity bằng 10, em bé sẽ nhảy lên. Này này. Đó. Chúng ta lại chạy chạy thử nhé, cái này. Đấy, nhảy lên đấy. Thấy không? Nó gặp nó sẽ đấy, nó luôn luôn đi ngang. Đấy, luôn luôn đi ngang. Đấy, không nào. Nhưng mà cái đường chúng ta dùng cái màu sắc của đường ngang để điều khiển cho em bé là gặp cạnh ngang thì sẽ không thụt xuống mà sẽ đi ngang. Đấy. Đây bây giờ chúng ta làm lập trình như thế nào, các bạn lập trình xong được cái này đã nào. Xong cái này thì chuyển sang cái bước sau khó không nhiều, chúng ta làm bước một rồi đã nhé. Ơi xem cái gì, vào đây này, đang vào đây gì nữa, à đây, vào đây này. Đấy. Đây là nhân vật nhé.
có hai, chúng ta có hai cái phím điều khiển, hai cái biến biến nhớ là biến là gravity và biến là start nhé. Xong chưa? Xong rồi ạ. Xong rồi, chúng ta chuẩn bị bước sang phần tiếp theo là phần khó nhất của ngày hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau này, chúng ta phải điều khiển em bé nếu gặp một cái tòa nhà thì nhảy lên nóc tòa nhà và đi tiếp. Đó. Nếu mà va phải tòa nhà thì là thua. Đó. Nhảy lên nóc tòa nhà và nóc tòa nhà nó phải phẳng và em bé chạy tiếp trên nóc tòa nhà, đó là cái mô phỏng như thế nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đưa vào màn hình cái đối tượng là building này, nó chính là cái một mô phỏng của cái tòa nhà nhé. Rồi rồi, đây bây giờ các bạn phải để lại cái hình nào mà nó phẳng ở trên thôi. Cái này ta xóa này, một thằng xóa này, thằng này xóa đi này, thằng này cũng xóa đi này, thằng này là thằng này cũng xóa đi này, đây xóa đi này. Thằng này được nhá, để ngang, thằng này thẳng này, thằng này là được này, cái anh này là xóa này, anh này là được này. Như vậy còn có bốn cái thôi, một hai ba bốn, được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại một chút cho nó to một tí. Cái hình này chúng ta nó bé quá. Bây giờ chúng ta những cái hình này này chúng ta phải chúng ta làm như sau cho nó ấy nhá. Bấm vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó rộng một tí. Đó. Như này nhé. Đó. Cho nó vào giữa này. Đấy. Và
và chúng ta cho nó tâm nó là nằm ở đây, tức là tâm đúng đúng vào tâm nhé, tâm ở giữa đó, một cái này, hình thứ hai này, hình thứ hai đấy cũng được rồi, để chúng ta cho nó thoát ra một chút. Cho nó vào đây, vào giữa. Ô, chỗ đi. Ô, sau đi. Chúng ta sẽ vì chúng ta cho nó to ra đã. Rồi điều khiển cái tâm rộng được. Đấy, cho nó chạy được như này nhé. Này chúng ta cũng cho nó, các bạn cho nó to ra, rộng ra. Đấy, được chưa? Bây giờ chúng ta hãy điều chỉnh như sau để cho nó vào tâm này. Bây giờ các bạn sẽ làm như sau này, các bạn sẽ tất cả các bạn chuyển hết cái hình này sang là bitmap, bấm đây, chuyển sang bitmap, chuyển sang bitmap, chuyển sang bitmap, bitmap đó. Bây giờ bitmap rồi, chúng ta sẽ làm như sau này. Bây giờ nhé, bitmap chúng ta sẽ làm sao? Bây giờ chúng ta phải lập trình để sao cho cái để sao cho là gì, cái người em bé chạy và nhảy lên cái nóc tòa nhà và vẫn tiếp ở trên này đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách lập trình là dùng màu sắc để làm đó. Như vậy các bạn sẽ vẽ phía trên cái hình này các cái đường thẳng màu vàng, màu giống, màu giống màu này này là như sau nhất này, các bạn coi là giống thầy nhé. Bây giờ chúng ta ở các cái hình này chúng ta chọn cái chức năng này và chúng ta chọn cái màu sắc giống như ta vừa viết ở đây, bất kỳ màu nào ở đây này. Đấy, màu này nhé. Sau đó chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng ngang thì ở phía trên cùng để đóng vai trò làm cái mẫu để cho thẳng hàng phía ship để kẻ nhé. Một hình này, hình thứ hai chúng ta cũng kẻ như vậy, dùng một màu thôi nhá. Này là cái công nghệ này để chúng ta làm gì, để chúng ta điều khiển cho người em bé chạy phải để lên và nằm ở trên tòa nhà. Đây chúng ta kẻ đường ngang ở đây là mẹo thôi nhé. Rồi. Sau đó các bạn chuyển hết cho thầy về vector để chúng ta chuyển lại tâm. Tâm tâm vào giữa hình màn hình cho thầy nhé. Để bấm vào đây này. Chuyển về vector này. Chuyển lại về vector này. Chuyển về vector này. Chuyển về vector này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ điều khiển cho vào tâm. Tâm của hình này, tâm của hình vào đúng tâm của tâm của cái nhân vật vào đúng tâm của màn hình đó. Rồi hình thứ hai chúng ta chọn nó vào tâm như này đấy, hình thứ hai, hình thứ ba chọn, rồi hình thứ tư đấy, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái hình này ra cho nó nằm ở đúng chỗ này này, ở chính giữa màn hình luôn nhé. Đây như vậy là một này, hai này, à, cái này chúng ta hạ xuống một tí rồi không sao. Rồi 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 thì đây là vị trí mà khi mà em bé bắt đầu chạy thì nó xuất hiện hơi từ nhà ở giữa, và bây giờ chúng ta phải được lập trình em bé nhảy lên để lên nắp nóc tòa nhà, được chưa? Rồi chúng ta lập trình như này này. Bây giờ là tòa nhà nhé, phần này là phần rất khó luôn đấy, các bạn chú ý phần này là phần khó, chúng ta phải chú ý nhé. Đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ lập trình như sau. Lập trình là khi em bé mà nhảy lên nóc tòa nhà thì gặp cái hình có cái màu sắc này này thì vẫn chạy bình thường. Giống như dùng ở đây này, làm một chỗ này này. Và nhìn lại nhé, cách cách lập trình giống như ở đây thôi nhé. Ở đây là kênh này này, ở cái chỗ này là khi em bé mà bị rơi xuống đây,
bị rơi xuống mà gặp phải cái màu này chính là cái màu này này đó. Thì nhảy lên một tí và đặt cái em đi bằng không, vậy người em bé vẫn vẫn là chạy chạy ngang. Bây giờ nếu em bé nhảy đến đây nhé, thì chúng ta phải đặt cái màu sắc giống như ở đây nữa, chúng ta làm như sau. Ở đây các bạn là phải là ít, nếu gặp màu này hoặc màu này nhé, chúng ta đặt lại như sau. Chúng ta chọn cái này, chỗ này là o hoặc là hoặc nhé, chuyển cái này ra này rồi. Và cái thứ hai ta phải chọn cái thứ hai, cái màu này này, là chọn màu chính là màu này đấy, màu này được chưa đấy. Thì bây giờ chúng ta đặt lại ở đây thì khi em bé đó là nếu mà gặp cái màu này hoặc màu này thì em bé đã vẫn thì lập tức là nhảy lên một chút và grab đi bằng không nhé, và chạy ngang. Thì đây chính là đoạn chương trình rất ngắn thôi như mô tả này, em bé chạy đến nóc nhà thì đi ngang được. Chúng ta thử là thử xem nhé, đây này, rất đơn giản thôi, rất là hay. Bắt đầu nè, đấy thấy chưa nào, đấy ngang chưa đấy. Đây là vướng vào tòa nhà thì là vướng vào tòa nhà thì vẫn đi được và là nó không bị chết, bạn mình chung dưới. Thế bây giờ chúng ta phải lập trình để sao cho em bé khi va vào tòa nhà thì chết. Đó là trò chơi, làm lại từ đầu nhé. Đây một chơi từ đầu này, bắt đầu nhảy lên rơi xuống, nhảy lên trong lập trình như vậy thì được nhé. Nhảy lên rồi như sau nè, bây giờ như sau nhé. Mỗi khi em bé mà chạy quay lại thì cái hình này này thay nó thay đổi đi. Đây chúng ta làm như này nhé. Đây chúng ta quay lại chỗ em bé này nhé. Đây này, khi mà em bé mà quay lại vị trí đầu của cái sân khấu thì hình này sẽ bị đổi đi sang một hình khác, làm như sau. Cái này nhé, thì khi mà trước khi đổi đây thì chúng ta sẽ em bé sẽ gửi một thông điệp cho ngôi nhà để ngôi nhà thay đổi cái gì nhỉ, thay đổi cái trang phục này. Ở chỗ này nhé, chúng ta sẽ gửi một thông điệp, đây gửi một thông điệp, broadcast một thông điệp có tên là thay đổi nhà chưa, cho vào đây đấy. Rồi bây giờ lập trình sẽ cho tòa nhà nhé. Đây tòa nhà này, tòa nhà thì là đây ban đầu tiên, đây ban đầu tiên khi bắt đầu chơi nhé thì tòa nhà nó ở vị trí này, à, thế, nó vẫn luôn ở vị trí cố định, nó đặt ở vị trí này đấy. Đây là vị của tòa nhà nhé. Thì ban đầu khi bắt đầu vào chương trình thì chúng ta cho tòa nhà là ẩn đi, đi được chưa. Rồi sau đó khi bắt đầu chơi, khi mà nhận thông điệp start thì tòa nhà sẽ hiện ra, biển nó mới hiện show được chưa đó. Và khi mà nhận thông điệp là thay đổi nhà thì cái tòa nhà nó thay đổi sang cái hình tiếp theo. Chúng ta dùng lệnh này thôi, lệnh custom đó, em bé sẽ điều khiển các cái hình hình nhà nó khác nhau đó. Đây là vị trí cho tòa nhà nhé. Chúng ta được hiện đưa cho thầy trở lại thử này, bắt đầu đấy. Thấy chưa, hình nhảy lên nó tòa nhà đấy đó. Hiện nay chưa được điều chỉnh cho nó chết, còn phải điều chỉnh nữa là bước sau nữa có nhiều điều chỉnh, mà nếu gặp vào tòa nhà thì là chết kia nha. Chúng ta chỉ làm chuyện đó vì cái nó chạy một chung này đã. Rồi đó, thì đó là cái đoạn chương trình ban đầu là như thế nhé. Các bạn làm này đi nào, đây là chỉnh tòa nhà này như này nhá, chỉ một chút thôi.
Được chưa? Là làm thế nào? Bước này là bước khó hơn rồi đấy. Rồi ạ, thầy ạ. Ok. Thế cho em phân. Đây nhân vật đây nhé. Có hai chỗ cần chú ý. Một là chỗ này. Đây, chỗ này đây. Là phải thêm cái hai cái màu. Màu này là màu của cái mặt đất. Màu này là màu của cái nóc tòa nhà nhé. Hai cái màu nó khác nhau. Với có thể chúng ta chọn màu khác nhau. Đấy. Còn chỗ này là chỗ mà cái chỗ này là chỗ mà khi mà em bé chạy lại từ đầu thì phải thông thông điệp gửi tin nhắn cho tòa nhà, cho cái building để nó đổi sang cái trang phục khác cho nó đa dạng, cho nó hay đó.
hết chưa? Xong rồi thầy ạ. À. Bây giờ sẽ sang cái phần khó nhất luôn, là nếu em bé mà chạy mà va phải tòa nhà ở từ phía dưới, thế em bé này nếu mà thực ra khi em bé mà nhảy trên xuống lên thì vẫn chạm vào phải tòa nhà thì không vẫn không sao, nhưng mà chạm vào thì phía dưới này thì là thua. Cái chuyện như nào đây, rất là khó. Chỗ này là chỗ này là chỗ khó nhất của cái bài toán này nhé. Làm thế nào để mà biết em bé là va chạm vào tòa nhà ở chỗ nào, ở vị trí này hay là ở trên này? Ở trên này thì không sao, là cho phép được không nào? Đó, nhưng mà thế dưới này là có không được, chỗ này là không được. Thì làm thế nào để biết được là làm thế nào để biết được là không là không va chạm vào phía dưới? Đó, chỗ này là chỗ khó đúng không nào? Đó, thì cái làm như sau nhé. Chỗ này là hoàn toàn về toán nhé. Chúng ta phải biết được cái tọa độ y của cái đỉnh của cái này, đỉnh của cái này. Thì em bé mà va vào chạm phải được phía trên cái đỉnh này thì là không sao, còn dưới cái đỉnh này thì là bị, được chưa? Đó, thì làm này biết được vị trí của cái đường ngang này, mà chúng ta nó khác nhau nhé, để vì nó phụ thuộc vào cái trang phục. Với cái trang phục mà này thì nó ở trên này cơ, cái trang phục này thì nó ở phía dưới một tí, trang phục này nó khác đi một chút. Như vậy là cái vị trí này nó phụ thuộc vào cái trang phục đó, chứ nó không phải là một con số cố định. Thì làm nào biết được cái vị trí của cái này? Bây giờ chúng ta chú ý là tất cả các hình này này tâm tâm nó ở giữa cả, tâm tâm nó ở giữa hết nhé. Tâm có tòa nhà là tâm ở giữa hết, tâm giữa tòa nhà. Như vậy là cái tọa độ y này, chỗ này này có thể bằng bằng tọa độ y của tâm cộng với cái một nửa chiều cao. Một nửa chiều cao, chiều cao là nằm ở đâu? Chiều cao lấy đâu? Chiều cao là lấy đây này, các bạn quan sát ở đây nhé. Cái trang phục 1, đây là 127 nhân 212, thì cái 212 là chính là chiều cao đấy. 127 là chiều rộng, hay 212 là chiều cao. Cái hình này chiều cao là 114, chiều rộng là 128, hình này là chiều cao là 168, chiều rộng là 146, hình này chiều cao là 216, rộng là 151. Như vậy chúng ta sẽ biết được cái khoảng cách từ tâm đến cái đỉnh này thông qua tính được cái chiều cao của từng trang phục một. Đấy, đó là cái khó hơn. Thì làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta phải lưu tất cả các chiều cao này vào một cái dãy, lưu lại để mà tính. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái list. Đây, một cái danh sách. Sách này để mô tả cái chiều cao của từng cái tòa nhà một, từng cái trang phục một. Chúng ta đặt tên nó là H nhé. Dễ, H. Là 2 là chiều cao. Cho nhanh nhé, gọi là hát đi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ nhập chiều cao theo từng cái trang phục. Đây, chúng ta nhập vào đây nhé. Trang phục 1 là ở đây này nhé. Đây, thì chiều cao là bao nhiêu? Chúng ta bấm lên chọn này. Chiều cao của nó là 212. Chúng ta gõ cái 212 này vào. Như vậy là cái bài này là phần rất là khó đấy. 212. Trang phục 2, đây, trang phục 2 đây là 114. Chúng ta nhập vào đây là 114. Trang phục 3 ở đây là 168. Chúng ta gõ là 168. Các bạn có thể khác nhé, của thầy là khác thì cái này là tùy thuộc vào từng người một. Các bạn vẽ lại cái hình tòa nhà này nó như nào thì tùy từng người một nó sẽ khác nhau. Của thầy là khác, của các bạn là khác. Các bạn phải nhìn vào của các bạn chứ không phải nhìn vào của thầy nhé. Vì của thầy thì làm trên bánh của thầy thì nó khác, mấy các bạn nó khác. Các bạn phải nhìn vào cái tòa nhà của các bạn ấy xem là có bao nhiêu là cái trang phục, rồi chúng ta đo cái khoảng cách chiều cao bằng kia trên màn hình đó. Và cuối cùng là 216. Đây chúng ta enter là 216. Đây là cái trên bánh của thầy là như sau. Cái trang phục 1 chiều cao là 212 điểm pixel trên màn hình.
chiều trang phục 2 là 114, trang phục 3 là 168, trang phục 4 là 216, được chưa? Đó. Thì dựa trên cái này chúng ta sẽ tính được cái chiều cao, cái tọa độ y của cái đỉnh này là như sau. Các bạn chú ý nhìn như này nhé, cái này là cái rất khó, chỗ này là chỗ khó nhất luôn đấy. Đây thì em bé này sẽ là cái người tính cái chiều cao đó. Đây chúng ta điều đây nhé, bây giờ chúng ta tạo một cái biến nhớ đặt tên là y không đi. Y không là cái tọa độ y của cái đỉnh của các cái tòa nhà. Thì em bé sẽ mà va vào tòa nhà, va từ trên cái đỉnh này thì là không sao, còn va từ dưới đỉnh này thì là coi như là thua. Rồi, chúng ta bấm ok đây nhé. Đây. Và ở đây em bé sẽ đây em bé sẽ có trách nhiệm là tính y không này. Lưu tính. Thì chúng ta làm như sau nhé. Đây chúng ta chọn, chúng ta sẽ vào ok này. Đây, thêm một lệnh nữa thôi. Cái này như sau, chúng ta sẽ đặt đây đặt một cái vòng lặp vô hạn như thế này và chúng ta sẽ tính cái chiều cao đây, tính cái y không bằng cái nào nhỉ, cái y không này là cái chỗ này này bằng là gì sau, bằng là cái tọa độ y của tâm, tọa độ y của cái trang của cái tọa độ y của cái gì nhỉ, của cái binh đinh, của cái nhân vật binh đinh của tâm cộng với một nửa chiều cao. Chiều cao này là tính được theo cái gì, theo cái bảng này, bảng này là bảng tính dựa trên kia số thứ tự của cái số thứ tự của cái gì số thứ tự của cái số thứ tự của cái gì của cái trang phục. Cái này hơi khó một Trong chút nha các bạn, bây giờ chúng ta cùng cùng quan sát này. Bây giờ chúng ta cần thêm một cái biến nhớ nữa để mô tả cái số thứ tự của trang phục cho nhanh, cho tính dễ. Chúng ta đặt cái biến đặt tên là ST, số thứ tự của trang phục nhé. ST là để mô tả cái số thứ tự của trang phục thì làm như sau này. Chúng ta sẽ tính cái STT là số thứ tự của trang phục bằng cái gì? Này thì trong cái sensing nó có một cái hẳn cái biến để mô tả hạ nhé. Đây này. Đây. Ở đây là ở trong cái em bé đây. Em bé sẽ nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái binh đinh. Nhìn thấy cái binh đinh. Và đây nó có một tham số bên này, tham số đó là custom. Dấu thăng. Đây chính là cái thứ tự của cái đây chính là cái gì? Đây chính là cái số thứ tự của trang phục của binh đinh. Đây là một tham số là cảm biến. Như vậy là em bé sẽ nhìn thấy được là đây đang là cái trang phục thứ mấy của cái nhân vật Bình Đình đấy, dùng cái lệnh này, đây lệnh cảm biến, chúng ta đưa vào đây đó và đưa vào đây được chưa đấy. Với số tự rồi thì rất đơn giản, thì y không này sẽ bằng gì, sẽ bằng là cái vị trí y không, vị tọa độ y của tâm của cái này của cái Bình Đình cộng với một nửa chiều cao đây. Nó bằng như sau, nó bằng phép cộng nhé. Này là cái tọa độ y của cái binh đinh, nó là cái gì, chúng ta vào sensing nó có thêm một thông biến nữa này, một thông biến nữa đây, chúng ta chọn đây là binh đinh và đây nó có tham số là gì, là y position đấy. Đây chính là tọa độ y của binh đinh chính là cái tâm đây này, tọa độ tâm y tâm đây này đó. Đây chúng ta đưa cái này vào đây đó, đây là như vậy là y không nó sẽ bằng là cái tọa, đây là đây chính là tọa độ y của tâm của cái binh đinh của chúng ta cộng với gì, cộng với một nửa chiều cao, chỉ còn ở đây này đúng không, chỉ còn là như sau. Chiều cao là chúng ta lấy cái em đây, chúng ta lấy cái em đây, lấy cái phần tử của h đây này là cái số thứ tự của cái đây, số thứ tự của cái trang phục ở chỗ này chính là số thứ tự. Đây, chúng ta kéo cái này sang số thứ tự của H nhưng mà là chia đôi ra, cần phải chia đôi ra, chia này cần phải chia hai ra, chúng ta đây đặt đây là chia hai, đây chia hai
đây là hai này, bạn đưa thêm vào đây này, đó. Ôi. Đấy. Chị hai nhé, đấy, đưa vào đây này, đấy, thì đây chính là cái y0 đây. Nhưng mà y0 là nó tính như sau, ra lại các bạn, cái công thức này rất quan trọng. Y0 là gì? Y0 là cái tọa độ của cái đỉnh trên của cái các cái tòa nhà như sau này, bằng tọa độ của cái tâm của cái tòa nhà, chỉ là cái đến cái này, y position building cộng với một nửa chiều cao. Chiều cao tính tính từ cái bảng H chiều cao đây, nhưng mà của cái trang phục nào? Đây, trang phục lấy cái tham số là STT là trang phục. Trang phục đấy nhé. Như vậy ở đây có hai lệnh này rất quan trọng. Đây là hai lệnh sensing đây rất quan trọng. Thì với cái lệnh này thì em bé luôn luôn tính được cái tọa độ y không thay đổi của cái gì, của cái của cái bình đinh em bé gặp phải. Vậy nên bé mà chạm phải bình đinh mà tọa độ ở dưới y không thì là thua, thì coi như là chết. Còn được trên y không thì là không sao. Rồi chúng ta làm nhé, bây giờ chúng ta làm trình ở đây này, làm trình ở đây đi, cho nên làm trình thêm ở đây nữa nhé. Đây đây ngoài cho nó dễ nhé. Đây. Nếu em bé mà chạm phải if, nếu mà thất trình đây mà cái này, nhưng mà thất trình cái tòa nhà, nhưng chúng ta có thêm vào đây nhé, đồng thời chúng ta phải có cái lệnh này đây, and đây, nếu mà thất trình cái tòa nhà nhé, nhưng mà đồng thời cái tọa độ y là phải nhỏ hơn cái y không kia, đồng thời là phải nhỏ như này, đồng thời nhé, đồng thời cái vị trí cái tọa độ mà chúng ta va chạm phải đấy, tức là nếu mà cái e position của cái người người chơi đấy nhỏ hơn cái y không, đây nhỏ hơn cái y không thì mới là thì mới là thua, còn nữa trên y không thì là thì không sao cả đấy nhé. Cho nên các bạn về nhà các bạn cùng cùng suy nghĩ nhé, nhưng mà trên đây chúng ta ở đây đó, nếu mà chạm phải va chạm phải cái tòa nhà ở cái tọa độ là dưới y không, phía dưới đây này, đó, thì là thua. Thì thua là thế nào, chúng ta sẽ phải làm sao, chúng ta cho em bé là rơi xuống và nằm ngang ra, được chưa? Đây chúng ta làm như sau này, em bé sẽ làm như sau, và sau đó thì là gửi một cái bốp này, đúng không? Em bé sẽ lăn ra này, chúng ta sẽ dùng cái lệnh này, em bé sẽ xoay ngửa lên trên này đấy, và rơi xuống, tức là đặt đặt luôn, set cái y bằng bằng tại vị trí này này, vị trí âm chính ta không, vị trí này cơ này, vị trí này này, âm 138, âm 140, thử nhé, âm 138, và sau đó thì em bé sẽ sau đó sẽ cho em bé cho thua stop on ở dưới này đấy nhé. Bây giờ thử xem đúng đúng có sai này, đây chúng ta thử nhé, bây giờ chúng ta cho cái này cho nó ẩn như này rồi thử nhé, không sao đấy, đúng rồi đấy chứ, nhưng mà kêu game work là thua. Làm lại nhé, bây giờ bắt đầu chơi một vòng nhảy lên cao không sao, nhảy trên thì không sao nhé. Thử này đấy. Như vậy là chết nhé, mình phải chơi lại lần nữa này, bắt đầu.
Để mà chúng ta làm hơi nhìn lên trên này không sao hết. Về với bài này chúng ta có thể mở rộng ra, có thể cho em bé nhảy lên như tòa nhà khác nhau được, nhưng mà cứ đứng vào tòa nhà là chết, là thua. Đấy. Ờ, cái này vẫn không bị, vẫn bị lỗi. Các bạn sửa thêm nhé, hơi khó một tí. Thật ra chỗ này là như sau, vì sao lại lỗi như vậy là vì như này. Vì em bé là như sau, vì em bé là tâm em bé là ở đây này. Cho nên đúng ra là phải là gì? Phải lấy tâm này trừ đi cái đầu này cơ thì mới được. Trừ đi chiều cao em bé, trừ đi chiều cao em bé cái này mới được này. Em bé chiều cao của em bé này cũng khác nhau nhé, khoảng 170. Đấy. Nhưng mà cái tâm này này, cái đầu của em bé này, đầu của em bé này là ở quãng nào nhỉ? Muốn cho nó an toàn hẳn đấy, là em bé là phải đâm vào cái tức là em bé này đâm vào chỗ này thì cũng chết, đâm vào đây cũng chết. Bản trên này thì mới là trình một cái thân ra thì hơi phức tạp, chúng tôi thật đây cái tạm thời thì để như này tạm thời cũng không sao. Vẫn ở trên vấn đề được. Như vậy muốn cho nó thật an toàn thì là cái này, cái tâm này này phải trừ đi cái chân này thì mới được. Rồi để sửa một tí nhé. Chiều cao của em bé là 180, như vậy là tâm của em bé rồi, tôi kiểm tra cái tâm của em bé này xem có đúng vào giữa chưa nhé. Nó nhỏ lại này. Chuyển giữa rồi. Như vậy là không sao. Như vậy là tao làm như sau nhá. Tao sửa một chút thì hoàn toàn đúng, em bé và chân em bé là phải ở đây, em bé vẫn thua em bé vào trên này mình được này. Tao làm như sau nhé. Như vậy là cái tọa độ y này là phải thì phải trừ đi cái chiều cao này là 80 cơ. Đây. Y position phải nhỏ hơn y0 cộng 80. Thì mới chết. Rồi, chúng ta sửa một chút nhá. Đây, chúng ta thêm cái cộng vào đây. Nhá, chỗ này thay y0 bằng cộng với 80. Đấy. Thế là y0 là y0 cho y. Chỗ này là cái tâm của cái em bé này là phải nằm ở phía dưới cái y0 là cái này cộng với chiều cao được cả dao em bé là 80. Đấy. Thế kiểm tra lại nhé. Đấy. Vẫn khó lắm, kia khó hơn nhé. Ôi. Ôi. Vẫn bị lỗi nhỉ, thế này. À, thế này bị lỗi. Thầy ơi, hay quá. Thế là con chị mới gửi được con chị. Thôi, thầy sửa lại một chút nào. Như thầy... vậy là... Thì để chỗ này là 80 nên cao quá, thì để thế là 70 nhé. Lại nào. Ôi, cái này thì cái này khó quá. Y0, y position y0 chứ 70 chứ nào. Chúng ta làm chút nhá. Đây, sửa chút chút này. 170. 173, 177, 176. Nhưng có em bé này chúng ta có khoảng cỡ 170, 171. 171 là 85. 85. Một nửa chiều cao em bé là coi như 80 đi. Để 80 vẫn vẫn không sao.
Bây giờ thì kiểm tra xem vì sao lại lỗi như này nhé. Bây giờ Chờ ra cái ý không công ấm ấm mình với mình người được sao? Cái này ấm mình mới chào đặt rửa được. y không mày mà nhỏ hơn đúng không? Tức là y không nằm dưới, tức là nó phải như này này. Thế này thầy muốn thế này vẫn bị lỗi này. Đấy. Phải như thế này mới mới, mới hết lỗi. Đấy. Phải như thế này mới hết lỗi. Để kiểm tra một chút thôi, không có gì. Để 50 hạ tí này. Khó quá, này thì quá khó luôn. Cái này lỗi rồi. Sao lại thế nhỉ? Y không đây nhá. Y không. Để cho cũ như vậy. Để kiểm tra lại sau nhé. Các bạn cứ là gì cũ vậy. Như cũ này. Nha. Cái này là cái này chúng ta sẽ đều chạy không sao này. Về chúng ta lại một chút là được thôi, không có gì, không phải là quá khó. Được chưa? Ta tạm thời để này đi nhé. Cái này sửa xong. Được rồi, bây giờ như vậy chúng ta vừa xong một cái bài rất là quan trọng. Hôm nay cái bài này là cái bài mà mô phỏng em bé là chạy ở trên mặt đất mà có nhảy lên các cái tòa nhà. Đây là có một tòa nhà thôi, còn chúng ta có thể mô phỏng là các tòa nhà liên tục kể nhau nữa cơ nhé. Để mình chúng ta ghi lại bài hôm nay. Cái bài này là bài rất là khó nha. Em bé chạy trong thành phố nha. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chưa xây. Oh, incorrect. Chứ tôi không nhớ lắm, không nhớ mật khẩu là cái gì. Ồ, chết cha. Trời ơi, không nhớ, để mình thầy kiểm tra xem cái mật khẩu như nào. Không nhớ, không nhớ, tại vì vừa mới thay máy tính xong. Need Kiểm tra đã. Sao đây mà đúng cái này mà sao có đúng? thầy ơi, chỗ username là thầy phải nhập là Hà Bùi Việt chứ không được nhập email thầy. À một việc thôi gì đúng không? Đúng rồi, cái này mới đúng này. Rồi. Ô sao con đâu không có gì mình nhỉ? Rồi. Đây nha thầy.
view ở đây không 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 có mail mà chỉ cần học người Việt thôi. Rồi thầy Việt thì lốp cái bài ở trong máy tính này lên nhé. Bài 10 em bé trong thành phố đây. Rồi. Chưa lên này. Thì vừa nãy thầy bấm vào phép thầy ạ. À lốt thế nhỉ. Ôi giời. Nó cứ loạn hết cả lên đi. À nó chưa chưa thầy lệ ấy à. Ôi chết rồi. May quá mình chưa đóng này lại, mình ghi lại nào. Bấm nhầm chết em bé. Rồi, may quá. Rồi. Chúng ta mình share bài này. Share mình add nó vào. Ok. Rồi chúng ta nghỉ ở đây thôi nhá. Bài này các bạn về nhà các bạn có thể mở rộng rất nhiều bài tập mà mô phỏng rất nhiều bài tập khác, rất nhiều từ bài này có thể mô phỏng thành rất nhiều những cái bài khác được. Mở rộng ra là rất nhiều nhé. Mô phỏng chạy chạy qua nhiều tòa nhà khác nhau này, rồi là nhiều thứ nữa, rất nhiều thứ nữa nhé. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ, Em chào chào thầy. các bạn. Dạ, chào thầy.